Nếu bạn hỏi Tim dự án nào giữ giá tốt nhất thì Tim sẽ phô cho khu di cư An Thuận. Mà Tim hay nói vui là Vũ Lì Đòn trải qua bao nhiêu cơn sóng nhưng vẫn đứng vững. Khu dân cư An Thuận và có tên thương mại là Victoria City, tọa lạc tại vị trí vàng dễ dàng kết nối ra đường quốc lộ 51 và đường 25B để vào khu công nghiệp Nhân Trạch hay về trung tâm hành chính huyện Long Thành hoặc vào sân bay quốc tế Long Thành, chỉ trong bán kính 5km trở lại. Dự án khi được triển khai kỳ vọng sẽ là thay đổi bộ mặt cho khu vực, nhưng tính đến hiện tại thì chỉ khoảng 30% số lượng nhà được cất lên, kèm theo hạ tầng chưa đồng bộ, tiện ích nội khu hạn chế, từ đó dẫn đến sự hạn chế thu hút người dân về sinh sống. Chủ đầu tư là công ty cổ phần Đinh Thuận, hoạt động trên lĩnh vực bất động sản và giáo dục, có hệ thống trường học liên cấp Đinh Tiên Hoàng. Quy mô dự án là 50 ha, trong đó đất ở gần 30 ha, gồm đất nền liền kế 92, 93, 94 và 105 m2, chủ yếu ngàn năm, đất nền biệt thự 168 m2 và 152 m2, ngang từ 8 đến 12 m. Hình thức xây dựng là một trệt hai lầu, không giới hạn nhà mẫu và thời gian xây dựng. Đất thương mại dịch vụ là 3.56 ha, phần còn lại là đất giao thông, cây xanh 20 ha, hệ thống hạ tầng giao thông quy hoạch điện âm, nước máy. Đường giao thông, trục chính lộ giới 32m, trục phụ lộ giới 17m, vỉa hè mỗi bên 4-5m. Tính đến năm 2024 thì hạ tầng giao thông, tiện ích nội khu vẫn chưa đồng bộ và hoàn thiện nhưng đã có sổ bàn giao cho khách hàng. Hình thức mở bán từ năm 2015, giá bán từ 400 đến 510 triệu trên một nền đường 17m và 740 triệu đến 1 tỷ 200 triệu đồng trên một nền cho đường 32m. Giá tiêm cập nhật hiện tại năm 2024, trong đó trục chính 32m, giá dao động từ 25 đến 29 triệu trên 1m2. Trục phụ 17m giá dao động từ 19 đến 23 triệu trên 1m2. Khu dân cư An Thuận trong thời điểm hiện tại và nhịp 1 đến 2 năm sẽ nhận được nhiều thông tin tích cực về hạ tầng giao thông, dự án lớn xung quanh đua nhau thi công như nâng cấp mở rộng kết nối đường 25B, 25C vào sân bay quốc tế Long Thành. Do đó giai đoạn đầu năm 2024 cũng được rất nhiều người quan tâm tìm kiếm. Cả nhà nếu có thắc mắc hay câu hỏi liên quan đến dự án này thì comment bên dưới để Tim hỗ trợ nhé.